Ok, let's go, chào mừng anh em trở lại channel của mình cơ. Thì cuối cùng bảo trì ở bên server EO nó cũng đã xong nhưng chưa thấy quà bảo trì đâu cả. Cái gì này? À đây, clan kill. Tưởng này lỗi server tiếp. Chưa thấy quà bảo trì đâu anh em ạ. Hôm nay update từ mới và update một số tính năng mới nhá. Chà đây rồi. Hàng về. Cung hoàng đạo anh em ơi. Hàng về nha, chính thức cung hoàng đạo đã ra mắt ở server EU là. Thì cung hoàng đạo định chả cần review thêm, hôm qua nói qua cho anh em rồi. Sư tử các kiểu quá ngon nhá. Cập nhật thêm cái skin của Luffy chưa ấy nhở? Chưa, khả năng mai. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quả kèo review con tướng UR mới ngày hôm nay. Để tôi xem mặt mũi ở trong gương đã, trước khi đi xem nó ở trong ấy anh em như Tetsuro. Đây rồi, người chơi Tetsuro nha, hệ truyền kỳ. Chúng ta cùng đi xem Tetsuro có những gì nào. Let's get. Ok, chào mừng anh trở lại với con game Kawin, một trong những ngày hay nhất 2024. Chơi cực kỳ dễ trúng thưởng và may mắn đã ra thêm con game là cực dễ, đó là Mines. Tôi sẽ đi test ngay cho anh em nha. Thì giới thiệu lại với anh em là đây, tổng nạp con game này cực kỳ là nhiều. Chúng ta có tổng nạp siêu cấp, thẻ cào, MomoPay, Viettel, Kia Banking, iBanking, cực kỳ nhiều luôn và giúp đạn ra cũng rất là nhanh chóng nha. Chúng ta chỉ việc thêm tài khoản ngân hàng vào đây, vốn hiện tại có là 10M, thêm và ấn giúp là xong phát một anh em ạ. Sự kiện cho tất cả các fan của anh Kiều nhớ, nhớ like, đăng ký kênh và tham gia cái nhóm. Tải game nữa là đăng ký kênh và tải game nữa và tham gia cái nhóm mà tôi để ở dưới bình luận để nhận một siêu gift code cho anh em chiến thử game. Siêu gift code này là trị là khoảng 20k tùy vào nhân phẩm của anh em nhá. Chúng ta chiến và tải chiến nếu phải tải game lại đăng ký kênh thì và thông báo thêm là fan của anh Kiều thì sẽ nhận một gift code. Chúng ta sẽ nhận gift code ở trong phần sự kiện gift code này nhá. Ok, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vượt luôn con game Mines. Let's get. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chiến ngay con game Mines anh em nhá. Thì luật chơi của con game này cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta chỉ việc cược vào trong những ô này, nếu mà không dính bom thì sẽ có đạn nhá. Thì hiện tại chúng tưởng là 1.04, có nghĩa là chúng ta cứ lấy cái số tiền cược nhân 1.04 đi thôi, cộng dồn lên nhá. Vậy tôi sẽ đi vụt luôn. Cược này, chọn đồ, cược. Đấy, bây giờ nó chưa gì có 2 xịt rồi đấy. Đấy, rồi, easy nhá. Chúng ta nên biết ăn non và dừng nhá. 95k. Thêm một ngày nữa nào. Ui, rồi luôn. Thêm một ô nữa nào. Rồi luôn, thế là qua 160k rồi anh em ạ. Thôi, dừng lại đây thôi. Cực kỳ dễ này, phát nữa này. Thử phát nữa này. Đơn giản. Đơn giản. Ok, nhận. Đấy, dừng nhá. Thì lại tưởng ủa quá easy anh em ạ. Thế là vừa vốn 10M bây giờ lãi 2.5 cực nhanh nhá. Quá ngon cho con kèo này nhá. Thì những quả kèo đặt bom, đĩa ba cây, tài xỉu, siêu xe, găm hổ các thứ này tôi đã test cho anh em trong năm 2023 cực kỳ ngon rồi. Muốn giới thiệu cho anh em con game mới này ở trong chế độ Kawin này cực kỳ dễ trúng thưởng này. Còn đây là gì? Link tải game này tôi sẽ để ở dưới mô tả bình luận anh em nhá. Và anh em hãy tham gia nhóm mô tả ở dưới bình luận để nhận một cốt miễn phí trải nghiệm con game này với 2k cực kỳ đơn giản nhá. Nhớ là bảo fan của anh Kiều và nhớ like đăng ký kênh để chúng ta nhận được cái ưu đãi đó nhá. Ok, không làm mất thời gian của anh em nữa. Chúng ta sẽ vào ngay cái quả rè veo. Con tướng mới Tetsuro hệ truyền kỳ nha. Hệ truyền kỳ nó không được xếp vào đây à? Đây toàn tứ hoàng. Rồi vào đây. Tetsuro, người chơi hệ DPS cao vãi anh em ạ. Con này phải cao đến mét 9 mất. Đây là bộ kỹ năng của Tetsuro, để xem nào. Tướng DPS này, mặc bộ suit màu hồng, đeo hoa hồng. Attack là 23780. Để tôi sẽ xem attack có tốc độ 1686 nhá, xem mỗi attack thôi. 23780 để so sánh với Inferno nào. Ui không bằng Inferno đâu. 23780 thì nó chỉ ngang con Queen thôi anh em ạ. Con Queen thôi à. Inferno áp đảo thật sự anh em ạ. Inferno 23780, Inferno là 24275 cơ mà. Tướng meta nó phải khắc bọt. Nhưng máu Inferno hơi thấp, để xem máu Tetsuro là 209.000, con này ngang với cả Queen đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào ngay bộ kỹ năng chiêu 1 của Tetsuro. Thực ra là tôi cũng vừa đọc được bộ kỹ năng ở bên trên server test rồi. Ảnh được tuồn ra từ server test anh em ạ. Nhưng mà bây giờ sẽ đi rich chi tiết cho anh em này. Đấy nhá. Anh em nào đọc tiếng Anh cứ đọc nhá. Tấn công theo đường thẳng và gây 186% sát thương. Nếu bạn đạt đến giai đoạn phát triển thì sẽ được cộng thêm 20%. Nếu bạn đọc đến đoạn ra mình chưa hiểu này lắm. Sẽ cộng thêm 20% tỷ lệ báo kích và thiệt hại kỹ năng cộng thêm 45% và tăng thêm 45% thiệt hại kỹ năng, mà sẽ cộng thêm 45% đêm tạm thời ở trong cái đòn đánh đấy chăng. Thêm giảm SP nha, trừ 5% SP và không thể hóa giải này ngon nha. Cái này ngon nha, giảm SP chưa bao giờ là lỗi thời cả. Cho một trong các mục tiêu chúng phải cái chiêu này theo hàng thôi anh em ạ, theo đường thẳng đấy. Hồi phục 25% HP và nhận 2 cấp độ vàng dự trữ Gold Reserve anh em nhé. Đọc tạm là Gold Reserve là cấp độ vàng dự trữ đây. Nhìn chung là chiêu 1 là tấn công theo hàng này. Bây giờ sẽ xem những cấp độ nhận được này. À đâu, vừa mình đang dịch cả đây cơ mà. Đây, nhận 2 cấp độ vàng dự trữ này.
và nhận phần thưởng dựa trên giai đoạn, dựa trên các cái giai đoạn nó này, nhận phần thưởng dựa trên giai đoạn và kéo dài 2 lượt không thể hóa giải ra. Phần thưởng có thể là đép cộng 50%. Đây là nhận cả get following bonus. Thì tôi sẽ dịch mỗi đoạn này để nó không bị nhận các phần thưởng sau đây dựa trên giai đoạn đồng hồ cát may mắn. Phần thưởng sau đây dựa trên các giai đoạn của đồng hồ cát may mắn. Hiện tại là hai kéo dài 2 lượt và không thể bị nhận các phần thưởng sau đây á. Nhận các phần thưởng hay là nhận một trong các phần thưởng nha. Để chúng ta sẽ test lại biết ngay. Cộng đẹp đến 50%. Bắt đầu này, phát triển này, resync và climax. Đó, xem nào, để tôi xem start resync climax. Bắt đầu cộng 50%, phát triển này, chính xác cộng 20. Ui cái chính xác cộng 25% nha, nó ngang với cả cái thậm chí hơn nhá, hơn cái tinh chuẩn này. Như này là hơn cái tinh chuẩn này, chính xác cộng 25%. Giai đoạn tăng là resync là tăng à. Debut red cộng đến 90% ạ, dã man. Cao trào giai đoạn climax, giai đoạn cao trào là nó sẽ cộng theo giai đoạn anh em ạ, để xem chính thức con này sẽ cộng giai đoạn là cộng nào nhé. Cộng speed thêm 10% nữa này. Quan trọng tôi thấy cái quả kèo cộng đép 50% với quả cộng chính xác nhất, cái quả kèo cộng chính xác là chưa có con nào cộng chính xác thì bạn. Cộng chính xác lên tới 25%. Đây, anh em nhìn xem cái tinh chuẩn đây. Đâu ạ, Goldy Roger mình đâu ạ. Tinh chuẩn đây, chính xác cộng có 18% nhá. Mà nội tại ở con kia, nội tại chương 1 cộng đến 25% chính xác, hơn cả một cái tinh chuẩn anh em ạ. Hơn luôn một cái tinh chuẩn nhá, khiếp thật sự. Chúng ta sẽ đi vào nội tại của test solo này. Cái nội tại này thì chắc là cũng chẳng cần phải thôi, cái dịch cho anh em. Đây nhá, attack cộng 45, cái này không cần làm gì là credit damage cộng 300 này. Bạn nhận được đêm up sau các đòn tấn công kích hoạt một lần mỗi lượt. Đây nhá, anh em lưu ý này. Bạn nhận được đêm up sau các đòn tấn công. Có nghĩa là tôi nghĩ là con này sẽ phải chơi cái truy sát anh em nhá. Vì sao? Tí vào anh em vào nội tại sau của nó nữa cũng sẽ cộng theo cái đòn tấn công. Có nghĩa là một đòn tấn công tính là một điểm cộng. Điểm cộng này là cộng gì? Mỗi điểm cộng là tăng 5% XHD mà tăng trực tiếp vào attack nhá. XHD mà cộng trực tiếp vào attack là có thể cộng dồn là kéo dài cuối trận mà không thể hóa giải em nhá, có thể cộng dồn và không nói cộng bao nhiêu tầng. Có nghĩa là cộng tối đa rất nhiều tầng luôn anh em nhá. Kích hoạt một lần mỗi lượt. Sau kích hoạt một lần mỗi lượt á. Đêm up là chỉ kích hoạt một lần mỗi lượt, thế thì chúng ta chỉ có được cộng tối đa 15 lần thôi à. Không, để tôi sẽ test thử con này trước khi đi ép Haki nhưng mà tôi sẽ lấy con này thôi. Test thử nó trước khi ép Haki. Nếu như mà nó cộng dồn được nhiều tầng trong một lượt thì con này sẽ phải chơi quả kèo là truy sát anh em nhá. Khi triển khai nếu mục tiêu tướng sát thương của đội bạn nhỏ hơn hoặc bằng 2 nhá. Nhỏ hơn hoặc bằng 2 có nghĩa là từ 2 tướng DPS trong đội hình đội bạn trở lên thì sẽ thêm tất cả vào tất cả mục tiêu cái ấn gì, cái ấn là giảm miễn sát thương của đội bạn đi 25% cho toàn bộ team đội bạn nha. Cái này cực kỳ ngon này. Nhưng mà với meta hiện tại server EU nó chơi cái kiểu bài là Luffy Inferno là con tướng đam và còn lại là bốn con tướng còn lại là tanh kết hợp với Uta thì đúng là cái nội tại này phế anh em ạ, quả đúng cái nịt. Chúng ta sẽ đi vào xem cái nội tại thứ hai trước khi vào xem ulti anh em nhá. Nội tại này là nội tại gần như là quan trọng quyết định này. Đây nhá. Khi vào chiến đấu nhận được cấp độ Golden Emperor. Golden Emperor có cái gì? Attack và Def cộng tấn công phòng thủ cộng 5%, miễn sát thương cộng 40%, thì con này công thủ toàn diện rồi. Và cái này có phải là giảm sát thương nhỉ? Cái này hình như là giảm sát thương cộng 60% nữa này. Kéo tàn cuối trận. Công đã có công cộng attack cộng 50% rồi nhưng mà con này không cộng credit D mức kiểu mà cộng thủ cực kỳ nhiều nhá. Con này cộng thủ cực kỳ nhiều, khả năng cực trâu này anh em ạ. Nhận ít hơn 30% sát thương kỹ năng trong lượt triển khai nhá anh em nhá. Nhận ít hơn 30% sát thương trong cái giai đoạn phát triển của nó. Con này có 3 giai đoạn phát triển đấy. À 4 giai đoạn phát triển như vừa nãy đấy. Mỗi lần tấn công sẽ cấp cho bạn một cấp độ dự trữ vàng là cấp độ Gold Reser này. Nhận thêm một cấp độ dự trữ vàng nếu đòn đánh đó credit. À chà. Nhận thế thì con này khả năng sẽ phải chơi bộ mặt trời rồi. Nếu đòn đánh nó bạo kích nhá, credit hit có nghĩa là bạo kích đấy, nổ đam bạo kích đấy thì nó sẽ cộng thêm một điểm dự trữ vàng nữa, khả năng sẽ phải chơi bộ mặt trời rồi anh em ạ. Bộ mặt trời con này rồi, để con này sẽ phải úp tỷ lệ bạo kích lên cao nhất có thể này. Mỗi khi bạn đạt được 18 cấp độ dự trữ vàng thì sẽ loại bỏ tất cả các hiệu ứng không khí xấu
tiêu thụ dự trữ vàng hiện tại vào bước vào giai đoạn tiếp theo, đó là giai đoạn đồng hồ cát may mắn. Thực ra vẫn là giai đoạn gold reserve thôi anh em ạ, nhưng mà nó lại dịch hơi nhã tí. Giai đoạn bắt đầu khi được triển khai này. Tiếp. Yep. Sau khi mình bước vào giai đoạn tiếp theo của cái gold reserve này, của dịch tạm là giai đoạn đồng hồ cát may mắn đi, chúng ta sẽ nhận được các cái bonus sau đây anh em nhá. Chúng ta sẽ nhận được các cái bonus sau đây nè. Đây, dịch đoạn này trước đi, đỡ mình nhầm. Bạn sẽ nhận được các tiền thưởng vĩnh viễn nếu bạn đã đạt được các giai đoạn sau. Bạn sẽ nhận được các cái cấp độ này vĩnh viễn nhá, nếu bạn đạt được các cái giai đoạn sau. Giai đoạn bắt đầu là giảm 30% sát thương kỹ năng, giai đoạn phát triển là attack cộng death cộng thêm 20%, và giai đoạn tấn công là thêm đam 30%, và giai đoạn cao trào là crit cộng 60% và crit đệm cộng 40% ạ. Khiếp thế nhở. Đây, dịch tiếp này. Nó còn cộng thêm cả hiệu ứng nữa anh em nhá. Đây, nó còn cộng thêm cả hiệu ứng này. Con này hiệu ứng cộng hiệu ứng kinh thật. Sau khi đạt đến cấp độ cao trào này, Liêm mắc là cấp độ cao trào, bạn vẫn có thể kích hoạt các giai đoạn mới, và mỗi lần tấn công bạn sẽ cấp thêm một cấp độ dự gold reserve khác nữa. Khi một giai đoạn mới được kích hoạt này, tăng thêm tất cả các phần thưởng của giai đoạn này thêm 30% trong một lượt. Hiệu ứng có thể xếp chồng lên nhau nhưng không thể bị xóa bỏ nhá. Có nghĩa là chúng ta có thể tăng thêm 30% của cái hiệu ứng này nữa, có thể 30% của 30% này nữa, 20% của 30% của 20% này nữa, và 30% của 30% này nữa, và 30% của cái đống này nữa anh em nhá. Có thể cộng thêm tối đa thêm 30% nữa cơ. Thì chứng tỏ là con này sẽ có cả công cả thủ cực kỳ trâu cho từng giai đoạn trong game của nó đây. Con này tôi sẽ khả năng là sẽ phải build thân thể rồi các bạn. Thân thể rồi, với cái lượng đam khổng lồ của nó như này. Chơi bộ mặt trời là cái chắc luôn. Con này không có nội tại hệ truyền kỳ anh em ạ. Không biết là có tướng có thiếu không, không có nội tại hiệu truyền kỳ này, không có khiên truyền kỳ này, để xem nào. Nếu bạn nhận sát thương chí mạng này thì sẽ không bị làm sao cả, và xóa tất cả các lỗi bao gồm cả cái lỗi Pentrut này, là cái lỗi trừ thủ của Roger nhá. Thì tôi sẽ cho anh em xem cái lỗi này, hồi phục tất cả toàn bộ HP và nhận được 6 cấp độ dự trữ vàng này, sau nhận được 6 cấp độ Gold Reserve anh em nhá. Điều này có thể kích hoạt được 2 lần trong một trận và 1 lần trong một lượt. Có nghĩa là con này chỉ có 2 lần miễn tử thôi anh em ạ. 2 lần miễn tử. Khi bắt đầu chiến đấu, nếu bạn đã triển khai 2 file phe bất kỳ khác nhau, bạn sẽ nhận được cấp độ công nghệ kết hợp. Mỗi lần chỉ áp dụng 1. Khi bắt đầu trận chiến, nếu bên mình có 2 phe khác nhau ấy, thì sẽ nhận được cấp độ mới anh em ạ. Cấp độ mới, nó không giống như khiên truyền kỳ cũ đó. Để yên tôi xem nào. Đêm đét 36%, clip đét cộng 25%, clip đêm đét cũng giống như khiên tiền gì cũ thôi, kéo dài 3 turn mà không thể hóa giải này. Vẫn chỉ kéo dài 3 turn thôi, không thể hóa giải. Cái này là cái gì đấy, tôi chưa hiểu lắm. Công nghệ kết hợp, mỗi lần chỉ áp dụng 1. Chưa hiểu, nhưng mà nhìn chung cái nội tại hệ truyền kỳ này cũng thế thôi. Công nghệ hay là nó xếp chồng được nên với cả cái nội tại truyền kỳ khác nhỉ. Các bọn này nó không nói rõ ra nhờ. Only one apply at a time. Mỗi lần chỉ áp dụng 1, kéo dài 3 turn mới được hóa giải là. Mà khi bắt đầu trận chiến anh em nhá, có nghĩa là chỉ kéo dài 3 lượt thôi. Để tôi xem lại cái nội tại của hệ truyền kỳ cũ nào. Enen đi. Đấy, Enen vẫn áp dụng cái khiên truyền kỳ cũ thôi anh em ạ. Còn ông này là nội tại kết hợp. Còn Bitech à, nội tại kết hợp luôn anh em ạ. Để tôi xem là nếu mà vớ vẩn là con này kết hợp được với cả cái khiên truyền kỳ kia là xếp chồng lên nhau thì nó ốm đòn anh em ạ. Để xem nhá. Rồi, chúng ta vào xem luôn quả kéo ulti mà. Chưa thì thấy trừ 35% attack kéo dài không thể hóa giải đây. Kéo dài 2 lượt đây. Rồi, ôn target đêm ao e rồi. Ao e rồi anh em ơi. Tấn công tất cả mục tiêu và gây 180/2% sát thương. Thiệt hại sẽ được tăng lên nếu các mục tiêu còn lại nhận được ít hơn tối đa 100%. Ai chà, có thể ít hơn tối đa 100%. Và đòn tấn công đầu tiên với kỹ năng này trong mỗi lượt được tăng thêm 20% crit và tạm thời bỏ qua 30% đêm rét ạ. Đòn tấn công đầu tiên với kỹ năng này trong mỗi lượt anh em nhá.
trong mỗi lượt, có nghĩa là round 2, round 5 các kiểu đấy, mỗi lần ulti đấy thì sẽ cộng thêm tạm thời là 20% tỷ lệ bỏ kích và 30% giảm bỏ qua phòng ngự của đối phương nhá. Thêm cạn kiệt là cái này là chứ 35% attack vào tất cả các mục tiêu nhá. Thêm cạn kiệt cũng nghĩa là chứ 35% attack vào toàn bộ team bạn cho nó mát, gây thêm 300% sát thương cho mục tiêu trúng đòn này. Nhận 2 cấp độ dự trữ vàng là cấp độ Gold Racer đấy. Nếu bạn không có đủ 12 cấp độ dự trữ vàng trước cuộc tấn công này, trước khi ulti đấy, thì bạn sẽ nhận được 2 cấp độ dự trữ vàng khác và thanh lọc tất cả các hiệu ứng không chế kiểm soát trên bản thân mình và nhận cái khiên này anh em nhá. Nhìn chung là ulti ở con này trâu, có hiệu ứng trừ thủ và cộng đam cực kỳ nhiều luôn, và cộng đít và bỏ qua phòng ngự luôn. Cộng đam khá nhiều và bỏ qua phòng ngự. Cộng thêm một cái khiên này nữa anh em ạ. Khiên này là khiên gì đây? Tấm khiên này có thể chịu 600% sát thương dựa trên attack của người sử dụng, không thể bị thanh tẩy. À chà, cái này là giống của con kia đốt này, khiên giống con kia đốt. Căng nhờ. Đây, cái nội tại vừa này nó hóa giải đâu à? Nó hóa giải cái ơi, nó hóa giải cả cái Penetrated này. Penetrated này xem có phải là cái của Enen không? Cái trừ thủ của Enen không? Không phải, hình như của Roger. Tôi nhớ là của Roger. Đây, Penetrated, cái trừ thủ của Roger này. Penetrated khả năng chuẩn rồi. Ui giời ơi, Penetrated. Đây, Penetrated, ui giời ơi. Không thể hóa giải anh em nhé. Thế bây giờ thằng cu test solo hóa giải được cái này của Roger. Khả năng là Roger phế đi khá nhiều đây. Nếu mà gặp ông test solo này là phế đi khá nhiều đấy nhá. Càng nhờ. Nhìn chung là con này ấy, về nếu mà ý kiến cá nhân của tôi đánh giá đấy, không có hiệu ứng đặc biệt. Thủ thì cái last stand cũng chỉ miễn tử có 2 lần. Nhìn chung là đép và đép là phòng thủ và attack cộng khá nhiều đấy, miễn sát thương cộng khá nhiều và miễn, và đây là penetration thì là giảm sát thương thâm nhập. Cái này giảm sát thương thì phải cộng 60%. Để tôi dịch thử nào. Penetration anh em biết là cái gì không? Khả năng không phải ấy đâu. Cái này dịch là xâm nhập nhỉ. Xâm nhập cộng 60%. Cái này nghe quen lắm, nhớ ở đâu đó rồi. Đây này, nhìn chung là sẽ phải test. Thứ nhất là test combi tech này, là cái nội tại hệ truyền kỳ nhưng mà nhìn kiểu khá mới này. Thứ hai là con này trâu, không trâu lắm đâu. Con này tôi nghĩ là không trâu với khả năng cộng dồn của nó, nhưng mà để yên xem, nó cộng attack và đép khá nhiều. Và giảm sát thương của nó vào đầu, giảm 30% sát thương này. Giảm sát thương khá nhiều nhá. Nếu mà con này ở trường hợp trâu quá đấy thì chúng ta cũng chả cần phải miễn tử nhiều làm gì cả. Hai lần là quá đủ, vẫn chả cần hồi sinh. Những con không có hồi sinh này thì khả năng thủ nó sẽ trâu hơn những con có hồi sinh nhá. Cộng đam cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà mình thèm là mình thèm cái hiệu ứng khóa nó ấy, không có anh em ạ. Có trừ thủ 25% nếu đội bạn có lớn hơn hoặc bằng 2 con tướng sát thương này. Ulti thì đam ao e cộng khá nhiều đam mà trừ 35% attack này. Tên của ulti còn là Gold Inferno anh nhá. Khả năng là khắc chế Luffy Inferno chứ. Chiều 1 cũng có cộng khá nhiều phòng thủ và quan trọng là có cả thêm cái cộng chính xác 25% này. Trừ tốc độ này. Con này nhìn chung là tôi đánh giá nó ở hạng trung, hạng 10 điểm thì mới tạm xếp cho nó khoảng tháng 7 anh em ạ, vì chưa có hiệu ứng gì đặc biệt xuất sắc cả. Nhìn chung là cũng chỉ là ở mức nhỉnh hơn các con tướng thường thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng đi xem con test solo là thể hiện như thế nào trong các ngày sắp tới trên kênh của Minh Cần nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi kèo review tướng test solo. Nhớ like và đăng ký kênh. Bye bye và chào tạm biệt anh em.